Chị biết chuột thì chứ đấy lánh xây vào văn phải có quanh này là đông hoan thì về đúng với những trường hợp này thì chúng ta muốn ngăn chặn tốt nhưng vấn đề ở đây cần có sự thay đổi à. Quay camera chứ không phải là chụp ảnh đấy. Song phương giữa Mỹ và Ấn Độ là một trong những quan hệ đối tác định hình của thế kỷ 21. Thủ tướng Ca vị thế đã được và hết là chúng ta không sợ rằng mấy nhà sản xuất và là các vấn đề quan trọng. Và hai nó bị nhấm. Em bảo hôm nay thứ ba này. Lãnh đạo toàn cầu có động lực không phải để chuyển nghiệp của chúng ta, mà là để xây đắp một tương lai vì an ninh và thịnh vượng cho mỗi dân tộc. Anh mấy chục khi chúng ta đang xây đắp tương lai. Thế thì khách thì ít mà vào bộ sọ thì đông. Chúng ta bỏ 20 năm chiều đấy, hơn 20 năm đấy. Mà không hành. Từ vấn đề Afghanistan, cả biến đổi khí hậu, nhân và cả nước ngoài, Mỹ cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng Pakistan và Ấn Độ an toàn. Về phần mình, Obama công khai thừa nhận Ấn Độ là một cường quốc hạt nhân. Ông Obama này giờ đất nước là những cường quốc hạt nhân. Chúng ta có thể là những người dân. Rồi cứ này hôm nay mai lên cái đội một chuyến rồi. Sữa thảo loãng nhằm làm số ca tử vong vì đại dịch HIV/AIDS đang giảm mạnh như các chương trình phòng chống một cách có hiệu quả. Thông tin trên vừa được cơ quan phòng chống AIDS thuộc Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra vào ngày hôm qua. Con số này là tăng so với năm 2017. Đang ngày càng giảm với sự trợ giúp của các loại thuốc cùng các chương trình phòng chống hiệu quả. Chúng tôi đang nhận thấy một sự sụt giảm trong số lượng tử vong vì anh có bỏ ba bỏ ra mẹ nó bỏ thằng cánh nó tao đây chúng ta đang thấy giờ nó cũng không mà số tử vong đã giảm tới 18%. Ở bên là cái ái sao mà ở nhiều thế. Bằng báo cáo dày đấy, càng kiêng thì càng bị dạ dày, càng kiêng thì càng bị. Con số giảm tại khu vực hạt Sahara châu Phi là 17%. Đây xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy thi thức cái kịp đấy, và nha, và gan dậy nhớ của em nhá. Hãy khám phá sự độc đáo của Vinaphone để nhận xét diện rộng vị trí và hậu quả. Nhà đây Man ra và em đúng đây Man ạ. Đi hoa trong nhà. Không thấy ăn. Cứ thằng chết cãi thằng khinh. Quý vị và các bạn, trận này cô Hanh đã... Đúng rồi, đi lại cơ mà. Độ ẩm giá. Thì đã tăng nhanh lên 90%. Đi xong bên đấy để xếp chắc kia thì... Chú là nó ở nhà Nghi đây, hai vợ chồng nó ở đây đấy. Hai vợ chồng nó chứ em hoàn thành là chứ rồi. Thế thì lúc đó em đấy anh đi đâu? Đã một sự. Ở bên cạnh ấy. Tôi giờ đang ấm tăng từ 3 đến 4 độ, có nơi tăng từ 5 độ. Đang có cái tốt quá mà đang nhanh là không nhiều tiền. Đất này ông cho thêm vị đấy. Ông này dặn nàng quá. Hơi sôi bụng tí không có gì đâu. Đưa giá nó gì á mà nó... Đây không cái này là cái... Cái này cái vải của chị Vân Hùng ấy. Cái vải ăn đậu này. Anh có hát đến đằng kia chứ. Thuốc gì của bác đấy? Thuốc ở đấy trên cầu Ngận này hả? Không ở đấy 27. Ông có bảo phải kiêng cái gì không? Không. Chỉ kiêng dưa đấy, kiêng như mấy đó. Trong đấy thì mấy biết thôi. Không phải kiêng cái gì. Thế có phải tham bằng gì nữa không? Không. Thang gừng đấy. Giờ ông thoa đủ đấy, không phải thoa cái gì đâu. Hôm nay ông thoa lại. Ông bảo cứ yên tâm uống. Kiên xong này là quẩy. Ông bảo uống hết thì không phải gì đâu. Đúng rồi, uống hết trong tao. Lại nhờ cháu đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.